Xin kính chào quý vị. Ngày hôm nay là buổi trưa ngày 29 tháng 6 năm 2016. Chúng tôi đang quay chiếc tủ chùa bầu theo yêu cầu của anh Đắc ở Sài Gòn. Thực tế là chiếc tủ mà chùa bầu này đã được anh Đắc Sài Gòn đặt tôi từ lâu. Và nay thì đã hoàn thành và quay phim để anh xem lại thôi. Và hiện nay thì trong cửa hàng chúng tôi là không còn một chiếc nào. Hôm trước thì mới xong một chiếc, cũng mới chuyển đi Sài Gòn cho anh Lương. Và hôm nay là đến chiếc của anh Đắc. Sau anh Lương đăng ký rồi đến anh Đắc thì ai đăng ký trước là chúng tôi chuyển trước. Và hôm trước thì anh Lương thì người gốc Nam Định, nhưng mà anh nhận hàng của anh rất là tài. Hai vợ chồng anh kỳ cạch lắp một lúc là xong. Và chiếc này và chiếc của anh Lương là cũng giống hệt nhau. Bên trên cùng là cảnh đào viên kết nghĩa Lưu Quan Trương, thể hiện là cái ý nghĩa là cái tình cảm tình nghĩa son sắt trước sau như một. Và cái bước tiếp theo chúng tôi gọi là vành mai. Đây chúng ta thấy cảnh ông vua rồi quan rồi thì các cái xe kiệu đằng sau, và bên này có một ông lão đánh cá chính là ông Lã Vọng. Và cảnh này gọi là Thái Công Thất Thập Ngộ Văn Vương, ý nghĩa là cầu người hiện tại. Còn bên dưới này là các cái cảnh đồng quê, chăn trâu thổi sáo hay là kéo hay là gánh củi hay là làng mạc xa xa vân vân, rồi cảnh chèo thuyền. Những cái thứ này nó gọi là tứ dân, tức là ngư tiểu canh mục. Ngôn ngữ của chúng tôi đấy là những cái ngành nghề mà không màng vinh hoa phú quý, không màng danh lợi. Thực tế thì tất cả những người, hầu hết những người mà chơi được những cái tủ chùa bầu đắt giá đều có giá trị này thì cũng đều là người có danh lợi, nhưng mọi người lại thích chơi những cái cảnh ngư thiều canh mục, bởi vì đấy là những cái giờ phút thư giãn và mọi người không muốn nghĩ đến những cái vấn đề về tiền tài danh vọng nữa. Tất cả những cái việc mà làm ra như thế này là các cụ cũng đã tính toán kỹ rồi. Người ta có câu ai thiếu cái gì thì cần cái đấy. Chính những người mà vắt kiệt cái đầu óc để công tác cũng như sản xuất kinh doanh thì trong những lúc thư giãn họ lại rất muốn ngắm cảnh thiên nhiên đồng quê và những cái điển tích cổ xưa, rồi những cái ngành nghề, những cái việc mà cảnh thanh nhàn ở đồng quê xa xưa. Và chính những cái đồ gỗ mà phòng cổ của chúng tôi là đáp ứng được cái điều đó. Từ những cái bộ tranh khảm Tùng Cúc Trúc Mai hay là cảnh Đông Bích, hay là những cái bức tranh Bách Điểu Chim Hoa, rồi đến những cái sản phẩm như là quý vị đang nhìn thấy đây là tủ chùa bầu. Những cái kiểu dáng thì rất là đẹp nhưng mà trông nhàn nhã, trông thanh cao. Và những cái tác phẩm như này là luôn luôn đi vào lòng người. Và những cái mẫu này là chúng tôi hoàn toàn không phải là sáng tác ra, mà là chép lại nguyên bản gốc những cái đồ cổ của các cụ để lại. Có chăng là sẽ làm là tinh xảo, dày dặn, sạch sẽ. Và cái nước hoàn thiện giả cổ làm sao cho nó càng giống cái đồ để lâu càng tốt. Xin thưa quý vị là đây là chiếc làm mới và giả cổ, chứ không phải là cổ thật. Nhưng nếu nhìn thoáng qua thì mọi người đều nghĩ là nó đã có màu thời gian và có lẽ là đã được làm từ 50 năm nay. Và nếu quý vị mà xem nghĩ rằng cái này đã được dùng từ lâu năm rồi thì đấy chính là sự thành công của Đức Hiền. Thực ra là cái tủ chùa bầu này là anh Đắc đã nghiên cứu từ rất lâu và anh đã quyết định đặt rồi. Ok, có lẽ chiều nay tôi sẽ đóng gói chiếc này để chuyển vào Nam cho anh. Xin quý vị mà muốn đăng ký lấy tiếp thì gọi vào số điện thoại 0984666999 hoặc nhắn tin vào Zalo, Viber chúng tôi số điện thoại 0967666111. Đức Hiền xin sẵn sàng trả lời quý khách về những cái nhu cầu về đồ gỗ. Và quý vị truy cập vào đồ gỗ đức hiền.com. Và cái clip này chúng tôi đang quay tại tầng 1 khu A của đồ gỗ Đức Hiền, nằm tại làng Mộc Đại Nghiệp, xã Tân Dân,
huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Xin tạm biệt quý vị.